pháo sáng liên tục được đốt trong hai trận đấu gần nhất khi đội tuyển Việt Nam đối đầu với Malaysia ở Mỹ Đình và Myanmar trên sân Thu Unna tại vòng bảng AFF Cup 2018. Trước tình trạng đáng báo động này, các cầu thủ của tuyển Việt Nam như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải hay tiền đạo Hà Đức Chinh đã đồng loạt kêu gọi sự ủng hộ của các cổ động viên Việt Nam nói không với pháo sáng. Trên mạng xã hội, các cầu thủ cùng nhau chia sẻ những hình ảnh đẹp của các cổ động viên nhí Việt Nam đính kèm chú thích: "Chúng tôi yêu các bạn. Chúng tôi cần các bạn. Nhưng chúng tôi không cần pháo sáng. Hãy để sự cống hiến của các cầu thủ là điều sáng nhất, rực rỡ nhất. Chúng ta là những cổ động viên Việt Nam." Những lời kêu gọi của các cầu thủ được đông đảo người hâm mộ đồng tình ủng hộ. "Hãy chứng minh cho thế giới biết chúng ta rất văn minh trên sân cỏ và cả trên hàng ghế cổ động viên," nhiều tài khoản để lại bình luận. Trong trận đối đầu với đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình, dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, nhiều lần lên tiếng cảnh báo về hậu quả của vấn nạn đốt pháo sáng, không dưới 3 lần pháo sáng xuất hiện trên các khán đài của cổ động viên đội chủ nhà. Ngay khi Công Phượng có bàn thắng mở tỷ số ở phút 11, pháo sáng đã được đốt nhưng bộ phận an ninh của ban tổ chức ngay lập tức có mặt để dập tắt. Tháng 10 vừa qua, VFF bị Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, phạt 12.500 đô la Mỹ, tương đương 300 triệu đồng, sau khi để xảy ra tình trạng cổ động viên Việt Nam quá khích đốt pháo sáng trên sân Pakansari ở Indonesia trong trận bán kết môn bóng đá Nam ASEAN 2018 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc. Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, nếu còn tiếp tục xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, bóng đá Việt Nam không chỉ bị phạt tiền mà còn đối mặt với những án phạt nặng. AFC cũng cảnh báo nếu VFF không ngăn chặn được pháo sáng, bóng đá nước nhà sẽ phải thi đấu trên sân trung lập hoặc sân không có khán giả ở những vòng đấu kế tiếp.